miếng giấy này không nè. Mít cường phải đen siêu nữa. Đó. Okay. Mới chụp đó. Nó phải gẹt cái này lên nó chảy á. Đó. Phải nhiều lên á. Chảy. Rồi con làm đi. Hả? Hay thay ra kìa. Ừ, rồi. Làm rồi. Tôi nè, thay ra cưa nữa. Nè, phải ấy mặn nhiều vô, nó cháy đó. Nè, con phải ấy mặn vô. Nó cháy rồi đó, nó cháy rồi đó, thấy không? Chị má mới ra rồi phải cho cái này cháy lên nè, cái này nó cháy đó. Cái cây này nó cháy nè. Mới cho cục tổ khá gì giá được đen xíu. Bà đây à?
Vậy cái này chưa nói về cái hẹn khách này tôi cũng là nó nóng quá mà che này nó chưa chín mà nó cháy rồi. À, anh đi tiếp rồi. Sĩ nó buổi chiều thấy rõ chứ buổi sáng đến 2 giờ chiều cũng không thấy luôn. Từ 2 giờ chiều giờ đi là thấy. Ngày mai chắc là mây, từ buổi sáng mai mây nhiều. Như ở đây nè, mọi người ta đang thả dù vậy, trên cái khu này. Zoom lại cho người thấy không ta? Những cái tụi người ta thả dù đó, nhảy dù á, nguyên khu ở trên này nó cứ zoom gần mới thấy được chứ nhìn xa này cái máy ảnh này không có thấy luôn đó. Zoom lên này, mấy cái điểm đen này nè, hết zoom được rồi. Còn đây thì cái núi Phú Sĩ ha, mình hôm nay mình cắm trại ngay cái vùng núi. Ở đây là cái Fumoto Para, đây mấy đứa đang đánh cầu lông. Đây Mít Cưng ăn gì con? Nói xí ngon không? Mẹ đang là nướng barbecue. Còn đây chút xíu à.